Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối ở các tỉnh miền Bắc sẽ có cường độ suy yếu và lệch ra phía đông. Vì thế, trong đêm nay, Bắc Bộ trời khá nhiều mây, có sương mù và cả mưa nhỏ, nhưng tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển. Các khu vực khác thì trời ít mưa hơn. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây cả ngày. Ở các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 22 độ, trời rét. Chỉ riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La không chịu tác động của đới gió đông ẩm nên trời vẫn tiếp tục có nắng và nhiệt độ cao nhất trên 25 độ. Khoảng từ đêm mai thì gió mùa đông bắc tràn về, bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của Bắc Bộ. Ngày 12 tháng 1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Đến ngày 13 tháng 1 cũng sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống. Nhiệt độ 3 ngày khu vực miền Bắc có thể giảm mạnh, xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Tình trạng rét mạnh rét đậm khi về đêm và sáng sớm tiếp tục kéo dài. Nhìn xuống khu vực miền Trung, thời tiết chưa có sự thay đổi quá nhiều. Mưa vẫn nhẹ, rải rác nhiều nơi. Không khí lạnh suy yếu và lệch đông, đới gió đông ẩm hình thành tác động đến khu vực Trung Trung Bộ. Vì thế, ở các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ có mưa nhiều nơi. Ở khu vực ven biển của các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và cả Đà Nẵng, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Với xu hướng mưa nhiều hơn nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền Trung vẫn chưa tăng cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ phổ biến dưới 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Về đêm, nền nhiệt tại Trung Bộ giảm. Khu vực phía Bắc đèo Hải Vân là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp nhất dao động từ 17 đến 20 độ, trời rét. Còn ở phía Nam đèo Hải Vân từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với mức nhiệt từ 20 đến 24 độ, trời se lạnh. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục là những ngày có thời tiết ổn định tốt, đêm không mưa, ngày trời nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên vẫn duy trì ở ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ với mức nhiệt là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày mai, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và khu vực phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Còn các vùng biển còn lại như từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ cấp 4, cấp 5.